Xin chào cả nhà nha. Mấy bữa nay trong người thấy cảm thấy khó thở, khó ở quá. Cho nên là không có quay clip. Nói chứ mình vẫn chơi. Mấy nay mình bận quá, mình cũng vừa mới đi quay về. Sắp tới đây sẽ có một cái video cũng khá hay á. Thì bây giờ bầu trời Cali mới ghé mua ly cà phê nè. Sau này mình sẽ chạy ra cái chỗ đang sửa chiếc siêu xe bắp của mình. Hãng bảo hiểm thì gửi email cho mình cách đây mấy ngày rồi. Gửi là họ đã nhận được hình ảnh, những cái thông tin mà bên hãng sửa xe đã gửi cho họ. Họ đã nhận được, họ đã chấp thuận rồi. Thì bây giờ mình chạy tới cái chỗ anh sửa xe để coi tình hình nó như thế nào để mình hỏi rõ hơn với ảnh ha. Thì mấy bữa nay là anh cũng cho mình mượn chiếc siêu xe mía này để chạy đỡ vòng vòng cũng đỡ, chứ không có xe cũng chết luôn á. Nhiều khi đó bụng không biết mua gì ăn ở đây đi đâu nữa. Ok, bây giờ mình sẽ chạy ra đó ha. Cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Con sao rồi chú? Hello anh. Ai gọi nó đưa nó hết trơn cái chỗ này, đợi nó coi niềm vật cái hình nó trơn rồi nó cho mình biết giá tiền, nó gửi làm liền. À thì con cũng nhận được email của nó rồi, thì nó đã nhận được rồi, nhưng mà bây giờ chờ cái gì chú? Chờ nó báo giá tiền hả? Chờ báo giá tiền với hai nó approve đó mình mới sửa được. Chờ nó approve nó hả? Nó không đồng ý mình không được sửa được. À nó mà đồng ý mới được, không đồng ý thì sao? Bắt buộc phải đồng ý thôi. À nó không đồng ý thì nó xuống đây nó coi. Dạ. Ừ. Nó không đồng ý thì chú cho chú muốn làm gì chú làm luôn. Không được, ai trả tiền thì cho chú chiếc xe luôn á, chú lấy luôn xe rồi, lấy luôn xe tháng đâu 300 rồi. Đây ông chủ nha cả nhà. Này ủa đậu nó đâu? Đậu đâu? Ở trong đây luôn hả chú? Máy nó nổi không? Đậu bên đó kìa. À đậu ngoài kia hả? À, dạ. À đây nè, đây nè. Nói chung là chú vẫn chưa có đụng đại gì vô nó, tự nhiên phải chờ nó chấp thuận. Tháo ra hết rồi cả nhà ơi. Giờ giống như bị hở quai hàm ếch vậy đó, sức môi á, bị sức môi. Này giống bị sức môi quá ha chú ha. Coi như là nguyên vàng phía dưới là thay hết đúng không? Đèn đuốc thay hết trơn. Đúng rồi, bể hết trơn à, bể hết rồi. Chừng nào nó ok mình mua phạt ở trên dealer về. Dealer nó có sẵn mà mua. Dạ. Ngày sau nó gửi lại liền hả? Mà này ráp cho thôi cũng lẹ mà đúng không? Đâu phải sơn rồi nữa. À phải sơn nữa hả? Phải chỉnh điều chỉnh ngay ngắn. À, con tưởng nó mua về nó có màu giống vậy luôn chứ. Có đâu, nó đang thui rồi. Ồ đang thui à? Thì mình không biết nha cả nhà. Hên là trong đây cách nước cách đồ này chưa có ảnh hưởng gì hết á. Tự nhiên nó có cũng có cái cản nhôm ngay đây mà. Mấy nay có ai gọi chú sửa xe sửa cậu gì không? Không ạ. Có mấy thằng ở đây nó lên thấy biết. À lên thấy hả? Dạ. Có mấy thằng biết sơn rồi đó. À có người biết hả chú? Dạ. Sơn con quá trời đông không ạ. Dạ đúng rồi, ổng vô địch rồi. Ở đây mình nghe nói hết hồn rồi. Dạ, vô địch. Có 10 đứa chứ nhiêu. Anh có 6 đứa rồi, một chết rồi. Ừ. Theo chú thì chừng nào cái này nó xong? Nó chừng nào nó báo mình ta? Trong tuần chắc trong tuần này không, ha. Nay chắc 1-2 ngày nữa nè. À 1-2 ngày nữa. Dạ. Rồi rồi. Ok chú có gì gọi con nha. Dạ cảm ơn chú nhiều. Thì nhờ chú cho mượn cái xe đi vòng vòng đỡ cũng đỡ. Dạ. Thank you chú. Dạ. Ngoài đâu? Xe ngoài luôn. Ngoài đó. Bầu trời Cali có nhiều cô chú khán giả ở gần đây rất là dễ thương luôn cả nhà. Họ mới vừa chích vaccine mũi thứ ba, tức là cái mũi mới nhất bây giờ á, thì cái chú đó cũng gửi cho mình cái địa chỉ để mình tới đây mình chích. Thì bây giờ mình sẽ chạy đến cái địa chỉ này mình chích vaccine cái mũi thứ ba để cho nó an toàn ha. Tại vì ở bên Mỹ này chích mấy cái đó không có tốn tiền, cho nên là mình sẽ bữa nay mình rảnh mình đi cho xong luôn cả nhà. Đây là cái đơn mình vô đây mình cần phải điền vô ha.
chích mũi thứ ba luôn nha cả nhà nha. Đau không chị? Không. Ai da gồng là ai da. Đừng có gồng. Gồng là gãy kim luôn. Dạ. Để coi có triệu chứng gì hay không nha cả nhà nha. Để mình coi coi sao. Ồ, bơm giống như bơm vitamin vậy đó. Ủa này chích xong về nhậu được không? Được luôn. À được. Rồi, về cho khỏe. Nè rồi, ok, thank you chị nhiều. Ồ dạ. Uống Tylenol là không uống rượu được. Nhưng nếu mà không uống Tylenol là uống rượu được đúng không? Dạ. Vậy tôi ngu vậy tôi uống Tylenol. Cảm giác chích rất là đã. Cảm ơn chị nhiều, thank you. Xin nói với cả nhà một điều là mình mới hỏi cô đó là chích được cho em bé mình, hỏi con mình á 5 tuổi có chích vaccine được hay không, thì cô nói là chích được nha cả nhà nha, chích 2 mũi mà mũi Pfizer nha. Nếu mà các anh chị nào có con thì dắt tới đây luôn, còn ai mà chưa chích cái mũi thứ ba thì cũng tới đây luôn, thì hoàn toàn là miễn phí, không có tốn tiền. Cảm giác thì cũng giống như nó đã làm sao đó. Thiên kêu đó, giấy chứng nhận đàng hoàng nha. Cái nhà thuốc Tây này người Việt Nam không à cả nhà, cho nên là các anh chị nào mà muốn chích thì tới đây chích, nói tiếng Việt nó cũng dễ lắm. Thì mình vừa chích xong rồi mình cũng cảm thấy một phần nào rất là an tâm. Được, ở Mỹ nó sướng chỗ đó ha. Chích mà nặng nỉ thì chích không có tốn tiền mà còn không chịu đi. Nói giờ chích xong rồi khỏe rồi, giờ là vô tư rồi. Chứ còn hồi lúc trước mình chích cái mũi Johnson & Johnson á, cái mũi đó chỉ có một mũi duy nhất thôi, cho nên nó cũng hơi nguy hiểm, cho nên là mình bữa nay mình rảnh là mình tới đây mình chích thêm mũi nữa. Và cái mũi này mũi mới nhất. Đặc biệt cái nhà thuốc đó cả nhà, không có cần lấy hẹn trước, cũng không cần phải gọi trước hay gì đó, tới thẳng là chích thôi. Thiệt ra chi khi mình chích xong thì mình thấy nó cũng bình thường đó, chỉ có cái nó hơi nhẹ vậy đó, không vấn đề gì. Để coi tối nay có mình xem sao mới biết. Cái con virus này như nó sợ bia đó. Giờ về cái gì giọng khoảng 10 chai bia là bảo đảm luôn. Con virus này làm má nó nhận nó không ra luôn chứ đừng nói gì. Hôm qua có chạy đi mua được con gà hấp muối, không biết ngon hay dở không biết nữa. Mà tự nhiên mua về cái hết muốn ăn luôn, cái dục vô tủ lạnh luôn. Giờ chắc lâu ra hấp lại. Hấp mà giờ sao ta? Đâu có nồi rõ đồ hấp. Bỏ mai cậu quay nó khô lắm, bỏ hâm lại nó khô queo à. Tuần này thì mình có một vài cuộc hẹn á, cho nên là mình không có qua bên Arizona được. Với lại tuần tới đó, tức là ngày thứ ba là anh Long ảnh sẽ đi chung với bầu trời Cali đi qua bên đó chơi cái lễ Thanksgiving, cho nên là nó lỡ cỡ quá cả nhà hiểu không. Mà xe mình thì chưa có sửa xong nữa, mà đi chiếc siêu xe mía của ông này thì không biết có an toàn hay không, lỡ nó nằm ngoài đường nó là chết luôn, cho nên là không có dám lái xe đi. Còn đi máy bay thì bây giờ không lẽ qua Hà Thâm Hà có 1-2 ngày cái bay về thì lại tốn tiền. Cả nhà biết bây giờ bút vé máy bay đoạn bận đi không là 177 đô. Bận về cũng vậy luôn. Thì hai chuyến cũng gần 400 đô tiền vé máy bay đó. Cho nên là thôi để chắc có lẽ mình cũng bàn với Hà thôi, để thứ ba rồi mình với anh Long chạy xe qua đó luôn. Chơi bên đó tới từ thứ ba chơi tới cuối tuần luôn. Rồi anh Long anh đi về anh làm lại. Thì là tính vậy đó. Cho nên là mình không có đi tới đi lui được. Đây nè, cả nhà nhìn có nhận ra đây là một con gà không? Đó, bỏ tủ lạnh xong cái nó vậy luôn. Hên cũng có chưa có mua cái sửng. Rồi hấp lại thôi chứ không có luộc. Mai còn quay nó khô á. Vừa y luôn ha. Mới vừa chích vaccine xong tự nhiên giờ cảm thấy người thấy nó hơi khó chịu chứ. Khó chịu là tại vì chắc đói bụng á, khó chịu thôi, giờ phải bồi bổ con gà vô là hết. Mời cả nhà nha. Cái này ăn thì bây giờ chứ ăn không chứ không chứ ăn gì giờ.
thiệt luôn á, hôm qua mua về nó ngon lắm luôn, sao bây giờ tự nhiên nhìn kỳ hâm lên hóc lại đòi mà sao nó thiệt. Bởi vậy ăn uống bên đây riết là không biết ăn cái gì, giờ nấu thì không biết nấu gì, mà một ở một mình á cả nhà biết không, thà đi ra ngoài ăn vậy chứ có 10 đồng bạc còn hơn là nấu đàn cái nhiều khi bèo lắm phải 20, tự nhiên ăn lần cái cũng bỏ. Cho nên là ngoại trừ những cái món gì mà mình cảm thấy mình thèm lắm luôn á thì mới bắt đầu nấu thôi, chứ còn thôi ra ngoài ăn gió cả. Trời ơi nhìn cũng thơm. Thật sự ăn cũng ngon là nhiều. Gà thì nó bở rè, không có dai. Nhưng mà thì bởi vì món nào ngon thì bầu trời Cali giới thiệu, còn món nào dở thì mình không dám giới thiệu ha. Giới thiệu giờ khán giả ăn chết luôn, ăn cái là mang tiếng. Thôi không ổn mà ăn không được, nếu mà nó không không biết nó làm sao, nhưng mà nói chung là ăn không thấy ngon thì cho nên chắc không ăn đó. Cuộc sống bầu trời Cali chỉ vậy thôi cả nhà, khá có thể đi quay đi làm này kia rồi chiều tối cái quay về cái phòng cũng có một mình, nhiều khi ngồi mình nó cũng buồn. Rồi bây giờ mình ăn này xong là mình bắt đầu mình edit video, thì tùy theo video mà khó hay dễ, dài hay ngắn, thì trung bình khoảng chừng 1-2 tiếng trở lên thôi. Sau đó thì mình coi tivi, tối uống 1-2 chai bia rồi mình đi ngủ, cứ vậy thôi. Nhiều khi thấy cũng hơi buồn buồn, mà giờ thôi thì cuộc sống nó vậy mà, thì tới đâu tính tới đó. Thôi cảm ơn cả nhà, các anh chị đã mấy bữa nay là có nhiều bạn cũng nói sao Tuấn ơi sao anh không ra video, Tuấn ơi sao không ra video, thì các bạn cũng chờ video của mình cho bầu trời Cali xin lỗi nha. Mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để mình làm những cái video cho cả nhà mình xem. Thì cái kênh của mình thường là nó xoay quanh về cái cuộc sống của mình ha, rõ ràng là vậy, cuộc sống của bầu trời Cali thì nó chỉ vòng vòng chỉ là như vậy thôi, chứ kênh mình thì lâu lâu thì có đi du lịch hay đi đâu đó thì mình sẽ chia sẻ thêm. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp. Bye bye. Hay bây giờ sao đây, bỏ thì uổng, ăn thì ăn không được, mà bây giờ đem cho ai cũng không cho được ai. Hay nấu cháo ta, nấu miếng cháo rồi xé cái thịt bỏ vô hả, có thể còn đỡ đỡ một chút, chứ ngồi ăn không kiểu này trời chết luôn. Bye bye anh chị.